lần mới bước ra biển khơi muốn yêu tuyệt vời, dù là sóng dữ dù là bão tố vững niềm tin cây thuyền con ra khơi. Oh 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 oh, ngàn muôn con tim thao thức đợi chờ. Oh 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 oh, chúng ta hội ngộ trao nhau niềm vui. Truyền giao chân lý có ánh sáng của ngài soi dẫn bước đường, con đem yêu thương vào nơi thù oán để những nỗi đau phủ lấp bằng trái tim. Oh oh oh, hãy cho nhau lời yêu thương, không ghen ghét, không hận thù, không phân biệt màu da tôn giáo, nhưng ta đem niềm hăng say để hiệp nhất, để yêu thương và phục vụ như thầy Giêsu. Khát mong được dấn thân nói gương Maria là mẹ chúng ta, giới trẻ chủ mật hôm nay cùng nhau cố gắng dựng xây giáo hội. Ta luôn bên nhau dù bao gian khó, có thánh quan thầy chờ che dẫn đường, do A-Kim và thánh Anna là những mẫu gương giữa trẻ chủ mật ta lên đường. Hãy cho nhau lời yêu thương, không ghen ghét, không hận thù, không phân biệt màu da tôn giáo, nhưng ta đem niềm hăng say để hiệp nhất, để yêu thương và phục vụ như thầy Giêsu. Khát mong được dấn thân nói gương Maria là mẹ chúng ta, giới trẻ chủ mật hôm nay cùng nhau cố gắng dựng xây giáo hội. Truyền giao chân lý có ánh sáng của ngài soi dẫn bước đường, con đem yêu thương vào nơi thù oán để những nỗi đau phủ lấp bằng trái tim. Oh oh oh, hãy cho nhau lời yêu thương, không ghen ghét, không hận thù, không phân biệt màu da tôn giáo, nhưng ta đem niềm hăng say để hiệp nhất, để yêu thương và phục vụ như thầy Giêsu. Khát mong được dấn thân nói gương Maria là mẹ chúng ta, giới trẻ chủ mật hôm nay cùng nhau cố gắng dựng xây giáo hội. Bình minh đã đến, nắng gọi ngày lên, thuyền ta ra khơi cùng nhau thả lưới. Bình minh đã đến, Chúa gọi mời ta, truyền giao tin mừng là ơn cứu độ. Hãy cho nhau lời yêu thương, không ghen ghét, không hận thù, không phân biệt màu da tôn giáo, nhưng ta đem niềm hăng say để hiệp nhất, để yêu thương và phục vụ như thầy Giêsu. Khát mong được dấn thân nói gương Maria là mẹ chúng ta, giới trẻ chủ mật hôm nay cùng nhau cố gắng dựng xây giáo hội.
Xin cho con làm chứng nhân giữa cuộc đời này không ngại ngần. Xin cho giới trẻ chúng con yêu thương người và biết dân thân. Niềm vui sẽ đến bên ta, giới trẻ chú mất thiết tha. Đem tin mừng đến muôn nơi, làm rạng danh nước trời. Xin mẹ luôn đồng hành với chúng con, cho con biết yêu thương anh em mình. Để nhờ dấu chỉ yêu thương và cho con biết khiêm nhường. Giới trẻ chú mất xin nêu gương, đem tin mừng và đi về nơi họ chưa biết. Để hiệp nhất yêu thương làm chứng nhân, giới trẻ là hình ảnh của Chúa Kitô và đẹp hơn khi con là chứng nhân. Đôi tay dang rộng mở ra để phụ sẻ chia những vui buồn. Xin cho đói nghèo khổ đau hay bất công được đẩy lùi xa. Ngày mai hạt giống đơm hoa chính lòng nhiệt tình dân thân. Cho con làm đuốc tình yêu và bước lên giữa đời. Xin mẹ luôn đồng hành với chúng con, cho con biết yêu thương anh em mình. Để nhờ dấu chỉ yêu thương và cho con biết khiêm nhường. Giới trẻ chú mật xin nêu gương, đem tin mừng và đi về nơi họ chưa biết. Để hiểu biết yêu thương làm chứng nhân, giới trẻ là hình ảnh của Chúa Kitô và đẹp hơn khi con là chứng nhân. Xin cho con làm chứng nhân giữa cuộc đời này không ngại ngần. Xin cho giới trẻ chúng con yêu thương người và biết dân thân. Niềm vui sẽ đến bên ta, giới trẻ chú mất thiết tha. Đem tin mừng đến muôn nơi, làm rạng danh nước trời. Xin mẹ luôn đồng hành với chúng con, cho con biết yêu thương anh em mình. Để nhờ dấu chỉ yêu thương và cho con biết khiêm nhường. Giới trẻ chú mật xin nêu gương, đem tin mừng và đi về nơi họ chưa biết. Để hiệp nhất yêu thương làm chứng nhân, giới trẻ là hình ảnh của Chúa Kitô và đẹp hơn khi con là chứng nhân. Xin mẹ luôn đồng hành với con, để con yêu thương, để biết khiêm nhường. Con nguyện cầu và con nêu gương, vì tình thương con sẽ ra đi. Con nguyện cầu cho ai đau thương và những ai đang cần đến con. Đem tin mừng và đi về nơi họ chưa biết. Để hiểu biết yêu thương làm chứng nhân, giới trẻ là hình ảnh của Chúa Kitô và đẹp hơn khi con là chứng nhân. Này người ơi xin gọi con, người ơi xin gọi con, này người ơi xin gọi con, người đã gọi tên con. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người. Nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống và hãy đến, hãy đến những vùng ngoại biên. Chúa luôn bên ta.
đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống và hãy đến những vùng ngoại biên. Ra đi nào bạn ơi, ta đến những vùng ngoại biên, chúng kiên làm nhân chứng cho đức cội nguồn tình yêu, theo gương thầy Giêsu phục vụ tha nhân nhé, hạnh phúc khi trao ban. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống và hãy đến những vùng ngoại biên. Đem công bình bằng ai cho những phận người nhỏ nhói, ai muộn phiền sâu đau bạn đừng vô tâm nhé, vì Chúa trong tha nhân. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống và hãy đến những vùng ngoại biên. Nam châu là anh em, đâu cũng là nhà một cha, cho dù là màu da hay không chung ngôn ngữ thì vẫn yêu thương nhau. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bước xuống và hãy đến những vùng ngoại biên. Đừng đứng trên ban công mà nhìn cuộc đời, đừng lướt trên iPhone mà nhìn mọi người, đừng nói câu yêu thương bằng miệng bằng lời nhưng bất xuống và hãy đến những vùng ngoại biên. Đến vùng ngoại biên để muôn dân biết ơn cứu độ. Đường dài trông gai, có Chúa đâu còn sợ hãi. Đường dài trông gai, tình yêu mến luôn mãi không phai. He sent me to give the good news to everyone. Tell the prisoner that it's a prisoner no more. He sent me to give the good news to everyone. Go tell everyone the new that God's kingdom come. Anh em cùng một cha, ta cùng nhau hát chung lời ca. Anh em cùng một cha, mình cùng nhau đắp xây mái nhà. Để tình yêu mến trong tim luôn bừng cháy sáng. Để tình yêu mến sẽ dẫn lối ta tới thiên đàng. He sent me to give the good news to everyone. Tell the prisoner that it's a prisoner no more. He sent me to give the good news to everyone. Go tell everyone the new that God's kingdom.
biên, hãy đến vùng ngoại biên để muôn dân biết ơn cứu độ. Đường dài trong gai, có Chúa đâu còn sợ hãi. Đường dài trong gai, tình yêu mến luôn mãi không phai. He sent me to give the good news to everyone. Tell the prisoner that it's a prisoner no more. He sent me to give the good news to everyone. Go tell everyone the new that God's kingdom come. Anh em cùng một cha, ta cùng nhau hát chung lời ca. Anh em cùng một cha, mình cùng nhau đắp xây mái nhà. Để tình yêu mến trong tim luôn bừng cháy sáng. Để tình yêu mến sẽ dẫn lối ta tới thiên đàng. He sent me to give the good news to everyone. Tell the prisoner that it's a prisoner no more. He sent me to give the good news to everyone. Go tell everyone the new that God's kingdom come. He sent me to give the good news to everyone. Tell the prisoner that it's a prisoner no more. He sent me to give the good news to everyone. Go tell everyone the new that God's kingdom come. He sent me to give the good news to everyone. Tell the prisoner that it's a prisoner no more. Sai chúng ta đi đâu, không có vành đai, không có giới hạn. Người sai ta đi khắp nơi, người sai ta đi muôn lối, đem tin mừng cho mọi người. Hôm nay ta ra đi đừng có lo sợ điều gì, ta đem Đức Kitô vào nơi rừng rừng xa xăm. Như những nhà thờ sai ra đi và không sợ hãi, đem Chúa đến mọi miền tỏa lan tình yêu vô biên. Đức Kitô đang sống, chết treo trên thập giá. Những người đã phục sinh để cứu chuộc ta, để dẫn ta về, cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức Kitô đang sống, mời gọi ta ra đi, đi đến những vùng xa, làm tỏa lan bùng cháy lên ánh sáng và hy vọng, là niềm vui ơn cứu độ. Đức Giêsu mời gọi ta đi, đem lời Chúa đến vùng ngoại vi. Ta là người trẻ quyết tâm ra đi, gian nan sóng gió lại chỉ có Ngài. Giới trẻ là mầm giống tương lai, xây đắp giáo hội sáng tươi vững bền. Vì ta có Chúa ngay bên, hiệp nhất phục vụ anh em là một nhà. Hey! Đức Giêsu sai chúng ta đi đâu, đến với những ai hờ hững xa lạ. Người sai ta đi khắp nơi, truyền giáo tin mừng cứu rỗi. Chúng ta là những người trẻ, ngày con nơi đây có lo sợ, hãy ra đi đem Chúa đến muôn nơi, trao bình an yêu thương đến giữa đời. Ta làm nhân chứng cho Ngài mà thôi. Ta sẽ đi nói về Đức Kitô đang sống, chết treo trên thập giá. Những người đã phục sinh để cứu chuộc ta, để dẫn ta về, cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức Kitô
đang sống. Mời gọi ta ra đi, đi đến những vùng xa, làm tỏa lan bùng cháy lên ánh sáng và hy vọng, là niềm vui ơn cứu độ. Đức Kitô đang sống, chết treo trên thập giá, những người đã phục sinh để cứu chuộc ta, để dẫn ta về, cảm nhận hơi ấm lòng thương xót và tình yêu. Đức Kitô đang sống, mời gọi ta ra đi, đi đến những vùng xa, làm tỏa lan bùng cháy lên ánh sáng và hy vọng, là niềm vui ơn cứu độ. Mang
đôi giày và hãy ra đi để loan tin mừng của Thiên Chúa. Hãy trôi giày và hãy ra đi làm nhân chứng tình yêu của Ngài. Ta ra đi đến với những miền xa, lòng hoan ca vì Chúa ở với ta. Dù ngàn phong ba ta quyết không lo sợ gì, nào cùng nhau dấn thân đem tin mừng đến khắp mọi nơi. Lên đường mau lên đường giao truyền chân lý, gian khổ luôn coi thường một lòng quyết dấn thân. Cánh đồng lúa trên nhiều thời gần lại thiếu, mau lên đường với Chúa Kitô. Hãy trôi giày và hãy ra đi để loan tin mừng của Thiên Chúa. Hãy trôi giày và hãy ra đi làm nhân chứng tình yêu của Ngài. Ta ra đi thắp sáng ánh lửa thiêng, lửa tin yêu cho những người khổ đau. Dù đời gian nan bóng tối phủ vây đêm ngày, lòng chẳng lo lắng chi, Giêsu là ánh lửa trong con. Lên đường mau lên đường giao truyền chân lý, gian khổ luôn coi thường một lòng quyết dấn thân. Cánh đồng lúa trên nhiều thời gần lại thiếu, mau lên đường với Chúa Kitô. Giày và hãy ra đi để loan tin mừng của Thiên Chúa. Hãy trôi giày và hãy ra đi làm nhân chứng tình yêu của Ngài. Ta ra đi đến với những miền xa, lòng hoan ca vì Chúa ở với ta. Dù ngàn phong ba ta quyết không lo sợ gì, nào cùng nhau dấn thân đem tin mừng đến khắp mọi nơi. Lên đường mau lên đường giao truyền chân lý, gian khổ luôn coi thường một lòng quyết dấn thân. Cánh đồng lúa trên nhiều thời gần lại thiếu, mau lên đường với Chúa Kitô. Hãy trôi giày và hãy ra đi để loan tin mừng của Thiên Chúa. Hãy trôi giày và hãy ra đi làm nhân chứng tình yêu của Ngài. Ta ra đi thắp sáng ánh lửa thiêng, lửa tin yêu cho những người khổ đau. Dù đời gian nan bóng tối phủ vây đêm ngày, lòng chẳng lo lắng chi, Giêsu là ánh lửa trong con. Lên đường mau lên đường giao truyền chân lý, gian khổ luôn coi thường một lòng quyết dấn thân. Cánh đồng lúa trên nhiều thời gần lại thiếu, mau lên đường với Chúa Kitô.